hai anh chị em. Hôm nay anh chị em hốt nhiều không? Bây giờ anh đi dũa nè. Anh đi dũa cho nó sạch nha, cho nó có độ nhám lên chút xíu đó. Để mà mình dip, trước khi mình làm dip, anh chị em nên nhớ rằng mình bắt buộc mình phải dũa cho nó có độ nhám và hai bên cái góc này cho nó sạch. Thì lúc nào mình dip vô nó cũng láp lon, nó sạch đẹp hết. Hai vô thường phải không em? Hai Minh Trang thức khuya quá nha, bữa giờ anh đi online rồi, do bận công việc quá, ba cái hàng quá rồi nó về nhiều quá nên thành nó hơi bận. Như bữa nào anh đi giới thiệu về mấy cái đèn mà hơi gieo luôn nha anh chị em. Anh đi hiện giờ có đèn Hai Ngọc Anh, có đèn đồ hết nha, mà tại vì không có làm gieo đó nên thành anh đi không có show lên được. Chắc một bữa hai bữa nữa anh đi sẽ show mấy cái đèn lên. thank you vô thường, thank you em. Đó, mình nhớ là mình phải dũa cho nó sạch nha anh chị em. Đó, cuticle đồ này kia phải cho nó sạch nó đẹp. Đó, anh chị em thấy không? Thì mình dip vô nó rất là đẹp nha. Hai Henry khỏe không em? Bữa giờ cũng thiếu hàng anh chị em quá trời luôn, tại vì mình lo ba cái bột biết đồ này kia nó chậm trễ chút xíu. Hai Anh Đào, tí nữa mình làm cái bộ dip này anh đi mới chỉnh sửa hàng lại, nó rất là bóng, nó bóng giả man luôn á, bóng mà đẹp lắm. Thành giờ trên thị trường anh chị em xài bộ dip bên em đi rồi cũng biết rồi. Chị em nào có nhã tâm thì share cái video này dùm Andy để mà cho những anh chị em nào với những người chủ tiệm rồi đó cho biết mấy cái sản phẩm để mà làm, để mà mình kéo được khách về thêm. Hai Trần Tài khỏe không? Hai Nguyễn Hiếu, tại vì bên Andy thường thường mà ra bột hay ra bất cứ cái gì Andy phải test hàng cho kỹ Andy mới đưa ra thị trường. Dip này bao nhiêu? Bộ dip này đó thì bộ dip này nó chỉ có 20 đồng hai chai thôi nha anh chị em. Nó không có mắc, nó vừa cũng vừa túi tiền cho anh chị em để mà làm. Thực sự ra cái sản phẩm nó good đó, thì cái giá nó hơi cao chút xíu nha anh chị em. Tại vì Andy đưa hàng ra không có đưa hàng mà dởm được, những cái gì phải good Andy mới đưa ra. Mà cái giá thành bên Andy đưa ra nó hơi cao hơn khác nhiều lắm. Giờ mình dũa xếp lại chút xíu. Ví dụ bây giờ ngoài thị trường anh chị em mua 4-5 chai, thấy không? Đó, thì cái giá tiền nó cũng vậy. Đó, mình hai chai giá tiền nó cũng vậy. Đó. Mà cái nào nó quýt hơn cho anh chị em xài thôi. Nó bị mau khô không anh? Cái này nó không mau khô nha Nghi. Cái này anh đảm bảo với em luôn, em để bao lâu cũng được. Cái chai nó không có khô và nó không có hư cọ nha. Em làm nó không có hư cọ. Nhiều khi anh làm, nhiều khi cái chai anh mở ra anh để, anh làm anh để cũng cả tháng trời nó cũng không bị gì hết. Thành mình cứ là xài, cọ không hư cái gì cũng không. Chết Minh Vi Nguyễn khỏe không em? Đó, bây giờ anh đi dũa xong hết rồi này nha anh chị em. Đó, anh đi dũa xong hết rồi nha. Anh chị em mà không thấy rõ nói giùm Andy nha. Rồi bây giờ Andy nói cái tác hại của chai nha. Hai Cô Vi đẹp gái, cái này á thì mình không cần dùng bon đâu nha, nó đã có hết toàn bộ trong này rồi. Cái chai number 2 này nó có toàn bộ rồi nha. Đó, thì tất cả mình làm nó vừa được cái top, cái bay và cái top luôn. Mình chỉ dùng sử dụng hai chai thôi nha. Và bột, đó, cái này là bột natural set. Cái bột nó dạng clear nha anh chị em, nó rất là đẹp nha, nó không có bị bong bóng nhiều mà nó mịn. Cái bột này màu thì nó cũng không có màu, nó cũng đẹp thôi. Đó, cô khách thích màu lợt thì mình làm màu lợt. Trước khi anh chị em làm nhớ lắc hũ bột giùm Andy nha, lắc đều hũ bột hết nha. Thì cỏ lắc tốt quá anh nè, chị em rất thích. Vậy hả, cỏ là phải cái tốt rồi, cỏ lông vịt mà.
tại vì dịch lúc này nó hơi hiếm nên thành là nó phải good chút xíu. Nói chung anh đi đưa hàng ra nó phải đặc biệt, phải good. Rồi bây giờ anh đi làm nha. Chai number 2, số 2 anh chị em. Chai number 2 và hũ bột natural set nó dạng như clear. Giờ bước thứ nhất anh đi làm nha. Mở chai keo ra. Đặc biệt là chai keo nó không, cây cọ không bao giờ bị hư, nước không bao giờ bị khô. Dù anh chị em xài có nửa chai hay gần hết chai nó cũng không bị khô luôn, không bị cứng cọ. Đó, đặc biệt cái chai number 2 này nha. Giờ về anh đi làm nha. Rồi, bước thứ nhất Andy nói anh chị em quét cái bay nè, nó sát cái cuticle giùm Andy. Nó sát cái cuticle giùm Andy nha. Tại vì nhiều khi mình làm không sát cuticle nó không có đẹp đâu nha. Rồi bây giờ mình dip vô nè, dip nhẹ nhàng vô. Đó. Mình lấy hũ bột ra bốn cái, anh chị em thấy không? Đó, thấy cái cuticle mình tạo được cái đường tròn trước rồi, thấy không? Đó, thấy nó đẹp không? Nè, giờ anh đi phủ nhẹ sơ nè. Anh chị em thấy bột nó đã không? Anh ơi, em muốn xài sản phẩm của anh. Xài sản phẩm của anh mà em ở tới bên nước khác, bây giờ anh gửi qua nó hơi căng chút xíu đó. Cứ liên lạc anh đi, nước nào anh cũng gửi đi hết. Đó. À, chị em thấy không, cái bay nó rất là lỏng, deep đã lắm nha anh chị em, không sợ đùng mà không sợ gì hết. Đó, mình búng nó ra nè, thấy không, bột rất là đẹp nha. Cứ anh chị em nào á, hay Emily, đó, anh chị em nào cần về sản phẩm bên Andy thì cứ gọi cái số phone là 832-444-7389 nha, sẽ có người nhắc phone trả lời anh chị em nha. Thì hiện giờ anh chị em anh đây có nguyên cái like là 170 màu nha anh chị em. Đó. Anh chị em mua nguyên like đó thì anh đi có cái giá đặc biệt cho anh chị em. Ồ, có nhắn tin anh rồi, anh thấy rồi, anh thấy rồi. Anh chưa có đưa lại cho em, anh sẽ gửi hàng cho em trong bữa nay hoặc ngày mai nha Đàm. Ellen. Anh thấy trong cái nhắn tin rồi. Trong ngày hôm nay hoặc sáng mai là anh phải cho hàng đi hết cho những anh chị em nào order, không để đợi lâu nữa. Anh thấy trong đó rồi. Anh đang vô hàng. Hai tạ mi. Anh thấy nhắn tin anh hôm qua rồi. Thank you Ellen. Đã giờ mình phủi bụi nè. Đó, anh chị em thấy phủi bụi không? Mình lật lá lại nè, mình phủi bụi nè. Ok, give me other one. Đắp dip được không? No, cái bột này Andy chỉ guarantee cho anh chị em dip thôi nha. Chứ còn đắp Andy không cho đắp nha. Tại vì đắp được mà Andy không để anh chị em đắp. Andy có cái like bột đắp riêng nữa nha. Hồng Nhung inbox liên lạc cái số phone hoặc là liên lạc bên Messenger cho Andy nha. Tại trên này Andy không có đưa giá ra được. Tại vì Andy đưa giá ra là Andy nói vậy là anh thêm em hiểu rồi. Hai ánh môn. Anh sẽ có giá đặc biệt cho những ai inbox cho Andy. Tại vì Andy hai like bột là một like của nó là deep only, một like là đắp deep và làm ombre được luôn nha. Mà thường thường cái bột anh chị em tiệm nào mà xài bột deep nhiều đó thì mình xài dip nó ok hơn. Tại vì Andy cũng không có muốn mà mình nói về cái sản phẩm nó nhiều thì đâm ra nó cũng dở. Đó, mà nó có cái lợi cái hay. Cái sản phẩm này Andy ra là dip only, tại vì tiệm Andy bây giờ dip nhiều lắm nên thành Andy không có chơi mà together nữa, chơi riêng biệt. Hai thanh trần. Chứ còn mà deep đắp thì Andy có một cái like của nó là 100 màu với cái like 60 màu. Đó, đó bây giờ nè, mình dẹp nó vô nha. Giờ mình lấy hộp bột này nha. Đó, bột đẹp lắm nè, bột mà deep sướng lắm. Mình mới về hàng được bữa Chủ nhật thôi, hàng rồi nó có hết, mình làm ra xong hết, test hàng rồi đàng hoàng hết. Giờ bây giờ cái này móng nó u rồi thì bây giờ mình không có cần mà dip nó lấy cái độ khơ nữa. Mình chỉ đi nè,
nước thứ nhất anh chị em đi xét cái kêu đưa cồ giùm mình đi, ôm tròn nè. Đó, mình ôm tròn nó nha. Đó, mình ôm tròn cho nó đẹp nha. Cái bay này đã lắm, xài sướng lắm. Giờ bây giờ mình để nè, mình điếp nhẹ nhàng vô. Đó, mình lấy nó ra. Bột mới có một nước mà đã lên màu rồi nha. Đó, mà bột mịn dẻo đẹp, mịn lắm. Cái này mà anh chị em nào xài là ghiền luôn đó. Tại vì mình đã test hàng hết rồi, mấy tháng nay mình test hàng hết rồi. Chị em thấy không? Một nước mà lên màu đẹp rồi, chuẩn luôn. Anh chị em chỉ quét sát cái cuticle giùm Andy nha, đừng có hở cuticle nha, quét cứ sát vô. Keo nó không có tràn ra ngoài đâu anh em, đừng sợ nha. Đó, cái bay này nó rất là good cho anh chị em xài, đừng có sợ mà nó tràn ra cuticle, quét đâu là nó nằm đó. Anh chị em thấy không? Đó, mình chỉ dip vô thôi, mình lấy nó ra. Anh chị em thấy cuticle không ôm không? Hai Thanh Nguyễn. Nhớ dùm Andy nha anh chị em, đừng bao giờ mà dip hở ra cái cuticle nha, thì nó không có tròn, nó không có đẹp đâu nha. Cái keo này nó không có chảy đâu, mình quét lên nó đâu nó nằm đó hết. Đó, chị em thấy không? Mình quét lên là nó nằm một chỗ, anh chị em không? Nó không có dày. Yes, okay, I do diamond for you too. Yes, on a ring finger. Okay, no problem. Anh chị em thấy không? Mình làm chậm lắm, mình không có làm lệ. Tại sao mình phải làm lệ? Tại vì mình đâu có đua khách đâu. Chừng nào mà khách đông á, anh chị em phải đua. Mà cái bột này anh chị em đua đó là rất hợp lý luôn. Đó, mình phủi bụi. Hai Phương Thảo khỏe không? Yeah. Hiện giờ là Andy 170 màu nha. Cái like Andy là 2 like bột nha. Ra hết rồi. Nước thứ hai Andy, anh chị em đi nè. Đó, xét 70-80% Andy kéo xuống giùm Andy nha. Đó, kéo xuống giùm Andy nha. Rồi mình dip nó vô nè. Khỏe không Phương Thảo? Hai Nhung Nail. Đó, anh chị em thấy bột không? Nó đẹp không? Andy thường thường Andy đi 3 lớp chứ Andy không đi 2 nước nha. Đó. Đó, nước thứ hai mình đi nè. Đó, khoảng 80% hay 70% tùy anh chị em nha. Đó, bây giờ mà mình dip nó vô này nha. Đó. Tại vì mình thấy giờ thị trường ai cũng chơi đắp dip hết, thì Andy phải khác biệt chút xíu là chơi nguyên cái line dip only. Nguyên cái line đắp dip only. Đó, anh chị em thấy không? Đó, Andy làm cái cách rất từ từ nhẹ nhàng. Cái bay này Andy guarantee anh chị em luôn. Rất là very good cho anh chị em. Khách hàng Andy xài hôm bữa giờ gần 8-9 tháng nay rồi. Là như là khen, không ai chê hết. Tại vì hôm bữa giờ Andy không có, cũng có mấy ngày nay không có làm like là tại vì bận quá, hàng quá, tận quá. Dạ khỏe. Màu ngọt ngào quá à. Màu ngọt ngào, ngọt đâu có bằng Thảo đâu. Phải không Thảo? Thảo là ngọt số 1 rồi. Màu đẹp lắm anh em, nhiều màu đẹp lắm. Màu Andy khẳng định anh chị em luôn là màu rất là tuyệt vời. Anh chị em thấy không? Mình chỉ tàn tàn mình làm nha anh chị em, đừng có vội vàng hấp tấp. Tại vì á, cái bột dip này anh chị em đua rất là lẹ, có người làm chừng 12-15 phút nha. Đó, thực sự ra bộ dip này Andy nói mà làm đó, với mấy cái bột này đó, Andy làm cao lắm chừng khoảng 10, chưa tới 15 phút là xong bộ dip, nếu mà Andy chạy khách. Khai kè. Đưa lên mai rồi đạp xuống phải không? Hai Thu Bùi. Thảo là ngọt số 1 rồi. Tôi đưa lên đã rồi tôi đạp xuống. Cái bay này á, là anh chị em xài, bảo đảm garantie anh chị em xài luôn là nó không có bị một cái gì hết.
Nếu mà anh em đi gửi cái thùng. Ừ hả? Hay nhung neo thả thính nữa. Nếu mà cái chai bay này anh chị em mà xài bị chỗ bồ gì á, dù anh chị em xài nửa chai mà nó bị chỗ bồ hư cái gì, gửi về. Gửi về cho Andy, Andy gửi chai mới lại cho anh chị em xài, hoặc là Andy trả tiền lại nha. Andy dám gan ti với anh chị em một một câu như vậy luôn. Chứ xài nửa chai hư, gửi về cho Andy, gọi Andy. Andy gửi hàng máy hàng mới lại liền. Nếu thực sự hư, Andy gửi lại liền. Hai Phương Đu, hai hai Trần. Một người mình làm cái gì cũng vậy, mình bán buôn mà mình cái tiền nó không quan trọng mà cái uy tín của mình nó quan trọng. Nên thành Andy đưa mặt hàng ra là nó phải good, còn không good Andy không chơi, không bán. Ngồi không chơi sướng hơn là bán. Anh chị em thấy không? Đó, mình làm rất là đơn giản anh chị em thấy nha. Tại vì á, cái này anh chị em dip nó ba nước rồi thì anh chị em không cần. Hey, how are you? Good. Yeah, Lila that for me. Awesome. Thank you. Yeah. Have a good day. You too. Đó, bây giờ anh chị em tí nữa anh đi sẽ show cái đèn lên cho anh chị em thấy luôn nha. Tí nữa đèn hơi gieo rồi anh chị em Andy show lên cho anh chị em thấy luôn. Giờ bây giờ mình làm gì, mình bỏ chai số 3 lên cho bột khô. Nếu mình dip 3 nước mình không cần bỏ bột clear, anh chị em thấy không? Bỏ chai số 3 lên. Anh gửi em xem mẫu. Lúc đó thảo mà ngồi lên là sẽ xong. tiêu điều rồi sao, bữa giờ đi demo rồi về chưa, đi demo rồi dữ quá mà, đó anh đi chỉ cần bỏ số 3 lên là xong, không cần bột lia nha anh chị em. Đó anh chị em thấy anh đi deep không, cái cuticle nó rất là ôm sát nha. Đó cái móng khách nó quá u mà mình làm nó không có bị u, không có bị khơ. Dạ, bây giờ anh đi qua tiếp món bên này nha. Này anh đi làm từ từ cẩn thận. Ô cái bảng màu anh đi hiện giờ cái bảng màu nó chưa, anh đi làm chưa xong. Thì anh đi trong tuần này sẽ gửi mấy cái bảng màu ra cho anh chị em hết nha. Những anh chị em nào hôm bữa giờ chỉ chờ đợi anh đi đó. Thì xin biết anh rất thích luôn. Rồi chuyển qua nail luôn đi Thu Bùi. Tại vì bản màu á, thực sự ra bản màu Andy không có nhờ mà ai làm hết, Andy tự tay làm ra bản màu luôn. Đó. Những gì Andy tự tay làm hết chứ không có chơi mà. Nhiều khi người ta làm á không có theo ý của mình, nó cũng nghiệt lắm. Hai chó tinh khỏe không em? Nên thành những cái gì mình làm nó chắc cú nhất. Thà chịu cực khổ chút xíu mà đưa đến cho những cái chất lượng cho anh chị em xài. Thà mình chịu cực khổ thiệt thòi mà những anh chị em nào xài thấy chờ thấy đã. Hai Bình Minh, hai Phương Anh Neo. Đó những tiệm anh chị em nào mà làm dip đó, tiễn nó về nha. Tiễn màu về cái giá đặc biệt luôn. Andy đưa ra cái giá bây giờ đặc biệt cho anh chị em luôn. Cứ thép cho Andy hoặc là phone Andy. Còn những anh chị em nào mà thích cái màu nào đó cứ nói Andy, Andy tự động làm cái màu đó cho anh chị em luôn. Cái này nó đủ hết 4 mùa nha, màu này đủ hết 4 mùa đó. Đó nước thứ hai mình đi khoảng 80% nè. Đó, Andy đi 2 ngón cũng được nha, hoặc 3 ngón cũng được, muốn đi mấy ngón cũng được nha anh chị em. Cái bay này đó anh chị em đi mấy ngón cũng được hết. Sáng gì làm cho chưa chó tinh? Hốt chưa? Cái tay khách này hơi ngồi hơi ấy chút xíu thì mình làm nó hơi chậm chút xíu. Đó, mình muốn đi mấy ngón mình đi nha. Đó chứ thực sự anh đi làm anh đi một lần 5 ngón luôn á. Mình quét cho nó tròn cái cuticle cho nó đẹp. Hai bên góc đồ nó phải có thì bột nó dính nó đẹp. Hốc mới xong good,
Đó, mình nhớ hai bên góc này nè, nó phải có cái lưu để làm chi, để cho nó dính bột, mà nhiều khi nó không có bị, mình dũa nó không có bị hở nha anh chị em. Hay Dung Hòn khỏe không? Dạ, giờ mình phủi bụi. Hay YenTony. Đó, mình phủi bụi nè. Phủi bụi sơ nó rồi mình đi nước thứ ba nha. Hai chị tươi khỏe không? Nước thứ ba anh đi đi sát Kiriko luôn nha. Sát Kiriko ôm tròn qua hai bên. Đó, cọ này ôm tròn qua hai bên nha. Đó, nhớ là sát cái Kiriko là sát ôm tròn qua, lấy cái cọ quẹt ôm tròn qua. Bên này cứ sát Kiriko nha anh chị em, đừng có hở nha, tại vì cái bay này nó không có chảy ra ngoài đâu, đừng lo. Hai chị tươi khỏe không chị? Hai Steven Nguyễn khỏe không em? Hai Lan Hương. Anh đi làm thường thường á, anh đi từ từ làm lắm chứ anh đi không có mà làm vội vàng. Đó mình quét nè, đó nhẹ nhàng quét nha. Đó, ôm nó vô. Giờ bữa giờ nói chung cũng mới về, mới post hình lên chứ mà anh chị em cũng thương Andy nên thành cũng có người đặt cũng mấy set rồi. Mà chưa có giao hàng tại vì vô hàng làm hàng nó trễ quá. Nên thành hứa anh chị em giao sớm nhất. Trong tuần này là giao hàng ra đi hết. Mình cứ từ từ mình quét cho nó đều, nó đẹp, nó sẽ đẹp thôi. Thì lát anh chị em dũa nó nhẹ. Hai Thanh Khoan, đó là móng thật. Đúng rồi, cái này móng thiệt, móng thiệt của khách nha, chứ không phải móng giả nha. Cái này là móng thiệt của khách nha. Hai BB. Giờ bây giờ hũ bột nào nó mình làm nhiều khi nó ý qua đó thì mình quét hũ bột bên hông này cho nó sạch sẽ nha anh chị em. Đó, mình lấy cái chổi mình quét nè. Đó, thấy không? Xong rồi mình đậy lại hũ bột lại. Đó. Màu này là màu 49 nha anh chị em, màu 49 nha. Giờ giờ anh đi phủi bụi nha, trước khi mình bỏ cái Aspirator lên mình phải phủi bụi cho nó sạch. Đó, anh chị em thấy không, nó không có bám màu. Đó, mình cứ phủi tay cách cho nó sạch nè. Đó. Rồi bây giờ mình đẩy cái chai số 2 lại nha. Lát nữa anh đi làm cái chai số 2 này anh em thấy. Rồi bây giờ mình bỏ chai số 3 lên. Mình bỏ chai number 3 lên nha. Chai số 3 lên. Đó, anh chị em thấy không? Tại sao mình xài deep thì bắt buộc mình phải dùng cái chai số 3. Chai số 3 để làm chi? Để cho nó bột nó khô. Nhiều cái loại bột đó, có bột nó khô, có bột nó không khô nha anh chị em. Đó mà nhiều cái bột nó khô mà anh chị em không dùng chai số 3 thì nó sẽ rất là giòn, dễ bị gãy nha. Nên thành mình làm deep mình phải dùng chai số 3 nha anh chị em. Sao cái mạng nó đứng luôn rồi. Rồi bây giờ xong rồi nè. Anh đi dũa nha, bột nó đã khô nè, anh chị em thấy nó khô. Nó khô rồi. Hai Trà My khỏe không cháu? Hai BB, giờ mình tách nhẹ ra nè, mình tách nhẹ cái ngón tay. Đó, mình tách nhẹ thôi. Đó, rồi bây giờ mình dũa nha. Đó, lúc nào anh chị em dũa đếp đó, anh chị em nên nhớ nè, là mình đừng bao giờ mình dũa cái đầu móng này, mình dũa mạnh quá nhiều khi đó, nó không có bị dính cái bột nha. Mình dũa cái góc này á, để cho nó không có lòi cái trắng, cái bột nó còn, nó khô vờ. Chứ anh chị em cứ dũa đi cái kiểu này, vuốt vuốt cái kiểu này đó, thường thường á, nó bị dễ bị lòi cái trắng bên này lắm, cái móng thịt của khách ra đó. Anh Thành mình dũa lúc nào cũng vậy, mình đi dũa thẳng xuống nè, mình nghiêng cái dũa vô chút xíu. Đó, mình dũa thẳng xuống, mình ôm nó vô nè. Đó, mình vuốt nó vô một cái. Thấy không? Rồi mình cắn này trước, tại vì cô khách này muốn là thẳng luôn chứ không có muốn mà tròn trên đầu móng, thì mình dũa thẳng. Đó, mình dũa thẳng luôn, chị em thấy không? Gít 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 chào My. Đó, từ ngày 2008 ơi, bị trường hợp đít móng gắn tiếp nó bị gồ ghề. Ồ, gắn tiếp bị gồ ghề hả Thanh Phạm? Rồi bữa nào Andy có gì bữa nay hay ngày mai gì, nếu mà có bộ đít gắn móng Andy sẽ chia sẻ cái cách nha.
cái cách để mà làm sao cho nó không bị gồ ghề mà nó liền, mà nó ôm tròn đẹp nha. Tại vì mình phải có cái cách để mình làm, chứ nhiều khi gắn móng anh chị em dũa cái lai xuống đó, dù có sát đi nữa nó cũng vẫn bị gồ ghề chút xíu. Hai Angela, Mimi khỏe không? Đó, đổi tên nữa. Andy sẽ like chia sẻ cái cách đó cho anh chị em luôn nha, để mình làm sao cho mình khỏi bị mà gắn móng mình díp nó bị gồ ghề nha anh chị em. Anh chị em còn thấy rõ không vậy? Tại vì Andy bên này thấy nó sao nó hơi mờ mờ chút xíu hay sao đó. Đó, mình không cần vũa nhiều, mình vũa cho nó thẳng, có độ thẳng thôi. Tại vì tay coi khoách này nó hơi bự chút xíu đó, mình không có vũa nhỏ được, mình vũa cho nó cân bằng nha, cho nó đồng đều, cho nó đẹp, nghĩa là móng nó cũng phải đồng thanh đồng thủ. Andy chào rồi Lina, Andy chào Lina rồi mà Lina không có nghe. Dạ, ai làm chân trước đi. Đó, nó cũng cứng như bột chứ nó không có giòn nha anh chị em. Cái bột này đảm bảo anh đi, đảm bảo anh chị em đếp vô nó không bao giờ giòn, không bao giờ gãy nha. À, hỏi bên lại anh cũng biết nè, powder hay gel gì cũng được. Nếu bị trường hợp này thì em cũng chỉ cách chạy máy. Nó, nếu mà gồ ghề cái kiểu đó mà anh Thanh chạy máy đó, nhiều khi cái bột đó, nó bên đậm bên lợt nha. Nhiều cái bột nó ấy không sao, chứ mà nhiều cái loại bột đó, nó sẽ bị bên đậm bên lợt nha. Em sẽ chia sẻ cho cái cách làm để cho nó khỏi bị gồ ghề mà nó ôm tròn nó đẹp. Tại vì mình phải có cái bộ tay đó mình mới làm được, mình mới chia sẻ cái cách được. Chứ còn bây giờ mình nói á thì nhiều khi anh chị em không có nắm được. Ô, đứa nào mở giùm cửa sau ra được không? Ừ, đóng cửa trước, mở cửa sau đi. Tại cô khách này, cái móng này cô khách muốn ngắn nha, chứ không có muốn mà điều chính cái ngón kia. Vì vậy mình cứ chậm chậm mình làm. Rồi xong, bây giờ anh đi nói tới bộ đầu dũa nha. Ok, bây giờ cái bộ đầu dũa nè. Nó có hai trường hợp để mình dũa đếp nha. Thì nó có một cái đầu dũa để mình dũa đếp, một cái đầu dũa để mình dũa bột. Mà cái đầu dũa bột này mình dũa đếp được luôn nha. Và cái đầu dũa này chạy cuticle nha. Đó, và cái đầu dũa này là phá bột. Hiện giờ anh đi bán chỉ 4 cái. Hai mai, hai thái. Giờ bây giờ anh đi sử dụng cái đầu cuticle. Tại sao mình đếp nó đã tròn đẹp rồi, thì mình chạy lại cái đầu cuticle này sơ thôi. Chứ mình đừng có lấy cái đầu này mình chạy. Đó, cái đầu cuticle này là gọi là đầu chiến đấu á. Đó, mình cứ chạy nè, nó không có mắc bột nha anh chị em, và nó sát luôn, nó ôm tròn, nó sát đẹp đó. Đó, anh chị em thấy không, mình dip nó phải làm sao cho nó ôm tròn đó. Thì mình tìm mà khách đi vô mà nói 2-3 tuần mà khách quay vô mà hở, em đi chịu thua luôn. Anh chị em làm cách em đi, không bao giờ mà hở hết á. Đó, nó có nhiều loại đầu cuticle nha anh chị em. Đầu cuticle anh chị em xài bột được, chứ mình vũa vô đếp cái là nó mất liền. Còn cái này anh chị em vừa xài bột và vừa xài cho đếp luôn nha. Máy anh đang dùng là... Ồ, cái máy hả? Máy vũa hay là cái đầu vũa? Cho anh đi biết lại đi Tâm. Hỏi cái máy vũa hay là cái đầu vũa? Đó, cái tốc độ anh đi chạy á, nó chỉ hơn là hơn phân nửa thôi, chứ anh đi không có chạy hết tốc độ nha.
Tại vì cái đầu critical này nó nhiều loại lắm. Nó có loại anh chị em mà chạy vô một dip là nó mất hết, nó không còn một xíu bột luôn. Cái này anh chị em xài cho bột, xài cho dip luôn, nó rất an toàn. Dạ, máy dũa, máy dũa này anh đi mua trên Amazon đó, nó chỉ có là 50 đồng hoặc 55 đồng thôi. Cái máy Andy vô search vô Amazon, Andy xài rất là bền. Andy chia sẻ cho anh chị em thôi chứ Andy không bán máy dũa. Bán cũng được nhưng mà Andy không bán. Tại vì mình phải chỉ cho người ta cái cách để mà mua vừa rẻ mà vừa bền. Rồi cái này nó có công dụng nữa là anh chị em link ở dưới được luôn nha. Link luôn ở dưới nè. Vừa cuticle vừa link luôn ở dưới. Để anh đi đưa cái nem, cái hiệu của cái máy cho anh chị em vô Amazon mua. Đừng có mua mấy cái chỗ khác rồi đâm ra nó mắc, uổng tiền mấy anh chị em. Rồi xong cái kêu đi cổ cái hiệu nè, cái máy này, máy dạng này nha, anh đi mua trên Amazon nha. Đó, nó có mấy chục đồng thôi, có 40-50 thôi, 50 hay 55 gì đó. Nó là gọi là cái hiệu này nha. Andy không có giới thiệu bán gì hết mà nó là cái hiệu này nha. Andy chia sẻ cho anh chị em mua để mà xài. Cái nào good Andy chia sẻ chứ không có bán, cái máy không bán. Giờ bây giờ ở đầu này mình chạy dip nè. Hay chốt tinh vi. Cái dũa này là cũng không bị chảy máu, đúng rồi, không chảy máu khách nha. Mấy bộ dũa bên Andy là không chảy máu khách nha. Giờ bây giờ hai Hà Phượng. Giờ cái đầu dũa này Andy chạy dip mà vừa chạy được nước sơn gel trên móng thượt luôn nha. Đó mà vô tay nó không bị gì hết á. Đó, anh chị em nhớ là chạy mình lướt thôi nha, chứ mình không có cần đè mạnh dũa nha anh chị em. Anh là anh bán nguyên bộ hả? Đúng rồi, muốn mua một cây cũng được nha, nha Trúc. Em muốn mua một cái hay là nguyên bộ gì cũng được hết, bao nhiêu cũng bán hết chứ không phải là mình bán nguyên bộ. Xin hiệu đi anh ơi, chị thấy rõ. Ok, ok thôi, mì để anh đi đưa lại nha. Cái máy này mình mua 50 bạc 55 thôi, tiền ship đồ này kia cũng khoảng là 55 mà xài sướng lắm, anh đi xài sướng lắm. Anh đi mấy cái máy mà 200 mấy 300 gì anh đi liên quan bên hết rồi. Mua tốn tiền anh đi liên quan bên luôn rồi. Anh ơi, mới học deep. Giờ em cần máy sạc vô Amazon mua giùm anh. Đây, thấy cái hiệu không? US801 nha. Sạc lên bấm vô đó, kiếm cái xa cái hiệu này là anh chị em mua thấy nha. Mình giới thiệu mình không có giới thiệu máy, mình chỉ mua xài thấy good thì chia sẻ cho anh chị em thôi. Cái give me other one please. Giờ anh đi chạy cái đầu dũa này luôn nha. Cái đầu dũa này chạy deep được luôn nha. Đó, mở tốc độ không nhanh mà vô tay cũng không đứt luôn nha anh chị em. Ok Thả Mi, không sao, anh chỉ chia sẻ những cái hay cái tốt cho tụi, cho những anh chị em thôi. Cái nào hay, cái nào tốt, cái nào rẻ để mà mình xài, nó vừa tốt mà vừa rẻ. Tại mấy cái này anh đi order về bán cũng được thôi chứ mà anh đi không bán. Đó, đầu dũa này vừa chạy bột vừa chạy dip luôn. Xong. Đó, bộ dũa 4 cây. An toàn trên xa lộ.
Đêm nay ai đưa em về? You want a fanicure today too? Yeah. Yes. You want I do fanicure? Bộ dũa nha. Ồ, bộ dũa này 4 cây 85 nha chị Kim. Do you do fanicure? No, I don't do fanicure. Hai em gái Hoàng Nhung khỏe không? Có video hay clip nào mà anh hướng dẫn phá deep? Có em, vô cái Facebook của anh có. Đầu dũa này là phá deep thiền luôn. Anh có mới làm mấy ngày trước á, cái like để mà phá deep làm sao cho nó khỏi hư cái móng thiệt của khách đó nha. Chúc có cái bia có trong Facebook của anh á. Ê Định ơi, anh phá deep ra cái móng khách nó không có bị hư, hư móng của khách, cái rìu nào cái móng thiệt của khách nó không có bị hư. Anh có chia sẻ trong cái Facebook anh đó. Làm gì mình làm kỹ kỹ một xíu. Nhiều khi khách bỏ ra 40-50 đồng mà mình làm ào ào thấy nó tội nghiệp với khách. Hi Huyền Trang khỏe không? Hi Regan, how are you? Oh, thank you Regan so much. Thank you. Thank you. Nói chung màu đẹp lắm anh em, xài cho chuẩn bị màu summer đồ này kia, Rio chuẩn bị sắp tới mà màu Andy thì hiện giờ nó quá đẹp luôn. Trời ơi, tại vì chưa biết cách á, em vô trong cái Facebook của anh, em coi lại cái like của anh trong đó đó. Anh có chia sẻ cái cách phá deep làm sao cho nó khỏi hư móng mà khỏi bị chảy máu khách. Hay Vivian, anh không chạy dũa giấy. Anh đâu có cần chạy dũa giấy đâu em, mấy cái đầu dũa bên anh á là loại chiến đấu lắm, nên thành mình không cần chạy dũa giấy lại nha. Em chỉ cần dũa xong buffer nha, tại vì bột mình deep vô đó nó đã mịn rồi, nó đã láng rồi, mình không cần mà dũa giấy chi hết. Đó, như xong nè, xong bộ tay rồi nè. Đó, chị em thấy không, mình phủi bụi nè. Bây giờ đó, trước khi mình làm gì mình bỏ thớt nha, mình nói là mình xong cái bộ tay rồi. Chị em thấy cái cuticle không? Xong bộ tay dũa xong, bây giờ mình cho khách đi rửa tay nha. Ok, go wash your hand please. Đó, cái bộ deep này, bộ dũa 4 cây này là guarantee anh chị em xài luôn. Hay Thiên Thảo khỏe không? Kêu liên lạc cho em mà anh quên luôn Thảo ơi. Mấy ngày nay anh bận làm mấy cái bột, anh quên liên lạc cho em luôn. Cái gì tối anh về anh liên lạc cho em nha. Đó, mấy cái màu hiện giờ nó đẹp lắm, màu cho mấy cái mùa tới này, anh chị em nào bợ về đi làm mới biết được. Không chạy đầu dũa giấy lại, không cần chạy dũa giấy thì tí nên đi làm cái này bỏ thóp lên luôn nha anh chị em. Nếu mà anh chị em chạy dũa giấy lại á, dưới trường hợp anh chị em sơn gel hơ đèn nha, sơn gel hơ đèn, bỏ thóp gel hơ đèn, anh chị em phải chạy dũa giấy lại. Để làm chi? Để cho nó có cái độ nhám, mình sơn cái gel thóp này lên nó không có bị chóc. Đó. Chứ còn nếu mình xài thóp deep thì mình không cần dùng cái dũa giấy dũa lại. Ở Việt Nam có bộ dũa có nha Trang. Trang. À, liên lạc Tứ Nguyễn, hàng của anh bây giờ hiện giờ chưa hết hàng bên đó rồi, chưa có về tới Việt Nam, có thể từng tới Việt Nam đó. Một tuần, hai tuần nữa là hàng về tới Việt Nam nha. Anh chị em thấy không? Màu đồ nó đẹp không? Đó. Anh chị em thấy cái cuticle nó ôm tròn không? Đó, bộ tay mà vũ kiểu này làm sao mà nó hở, nó chóc, nó liếp được, phải không?
nó mỏng, nó không có dày nha anh chị em. Anh chị em thấy nó mỏng không? Nó không có dày. Nên thành không bao giờ gửi được. Anh cho em số điện thoại. Ok, tí nữa Andy qua cái messenger, bên messenger Andy test cho Andy đi. Rồi Andy test cho cái Facebook của anh Tuấn Nguyễn. Rồi bây giờ mình rửa tay xong rồi làm gì? Mình apply lại cái chai số 3 là mình bỏ chai số 3 lên trở lại nha. Đó, vũa xong hết rửa tay, bỏ cái chai số 3 lên trở lại. Ok. Andy rất là bỏ số 3 nè, anh chị em thấy Andy bỏ nha, đừng bao giờ bỏ nhiều hoặc là tràn ra cuticle, mình bỏ trong lòng cái móng tay thôi nè. Đó, nhớ cái đầu móng luôn, đó trong lòng móng tay thôi. 16 tay em về Việt Nam. Trời ơi, em về Việt Nam phải đi qua Việt Nam mua hả? Chi khổ vậy, ở bên này em. Em có gì em liên lạc bên Tuấn Nguyễn giùm anh đi. 16 tay về Việt Nam là có hàng bên đó rồi. Đó, mình bỏ, đừng bao giờ mà bỏ nhiều, cái activator không tốt nha anh chị em. Mình bỏ vừa lọt làm trong móng nè. Đó. Mình đâu có cần, mình phải mình để lên mình bỏ ào ào chi cho nó mệt. Đó, mình bỏ tan tan thôi. Từ từ nhẹ nhàng. Ồ, ở Đài Loan thì em về Việt Nam 16 tay là anh có hàng bên Nguyễn Tấn đây. Hàng về tới cho Nguyễn Tấn bên đó đó. Thì em về đó em mua được rồi. Giờ mình bỏ chai số 3 rồi nè. À, giờ bây giờ mình bỏ cái chai số 2 này thành chai thớp. Đó, nên thành Andy, tại sao Andy xài hai chai là nó vừa bay và vừa thớp. Bây giờ Andy bỏ chai số 2 lên nha, làm thành chai thớp nha. Cái này là số 2 nha anh chị em, number 2. Đó, nè bây giờ mình bỏ lên nước thứ nhất nha. Đó, mình bỏ lên nè, đó, anh chị em thấy không? Đó, cây cỏ nó không có bị hư. Nha anh chị em, cây cỏ không bị hư. Đó, nước thứ nhất, anh chị em thấy cái độ bóng không? Nó vẫn bóng, mới có một nước thôi nha. Đó, anh chị em chỉ bỏ lên bình thường thôi. Mình đừng có đè cây cỏ không cứng đâu. Đó, Andy bỏ cái activator rồi, Andy bỏ lên luôn nè. Nó đâu có cứng cọ đâu, anh chị em thấy không? Cái cọ mềm xèo à. Nếu mà cứng cọ nãy giờ Andy đâu có làm được đâu, thấy không? Andy gan ti anh chị em luôn mà, đảm bảo luôn. Bao anh chị em xài luôn. Cái độ bóng nó rất là bóng, tuyệt vời. Mình cứ quét bình thường thôi, anh chị em thấy không? Andy quét bình thường không? Từ trên cuticle nè, mình để xuống, mình quét xuống nè. Đó, mình quét xuống. Mà đặc biệt nó không có bị cay mắt anh chị em nha. Đó, Andy cầm sát để mặt xem, nó cũng không có cay mắt nha. Chị em thấy không? Bây giờ mình quay lại bên này. Nó đã khô rồi. Anh chị em thấy nó khô không? Đó, mà mới có một nước anh chị em thấy nó bóng không? Tại vì hàng này là Andy mới làm lại hết, mới có một nước thôi nha. Đó, một nước mà nó bóng cỡ này nè, anh chị em thấy không? Thấy nó bóng không? Đó, anh chị em muốn một nước cũng được, hai nước cũng được. Đó, muốn nó bóng nữa thì Andy bỏ lên. Tại vì cái này Andy xài một nước cũng được mà không thích xài hai nước. Bây giờ bỏ nước thứ hai lên này nha. Đó, nhiều cái hiệu khác anh chị em, một nước anh chị em thấy cái độ lì của nó, thấy không? Nó không có bóng. Mà cái này một nước nó đã bóng rồi. Ok. Nếu mình đi hai nước là trời nó bóng ngang ngửa với 99% với thớp gel luôn. Cái cọ đặc biệt nó không bị hư nha anh chị em, cái cọ đặc biệt không bị hư đó. Bây giờ mình để đây nha, nó khỏi cần đèn, khỏi cần quạt gì hết nha anh chị em. Nè anh chị em nhìn thấy đi, cái độ bóng của nó nè, thấy không? Mấy một nước đó,
một nước mà nó bóng dã man luôn. Mà đặc biệt cái nó khô lẹ nữa. Anh chị em không cần mà đợi tới 1-2 phút hay là 5-10 phút. Nhiều cái loại, nhiều khách hàng hỏi Andy, ồ tại sao mà mình làm mình hở gần 5-10 phút rồi mà nó chưa có khô luôn. Nhiều khi cũng buồn. Rồi bắt đầu anh chị em thử bên Andy, trời ơi thích quá trời luôn. Này mình nói thử thật chứ mình không có giả dối. Cây cọ y nguyên, không có đơ luôn, không có hư luôn. Đó, rồi bộ đĩa hai chai nha, chua and tree và bột. Giờ bây giờ mình lấy cái tay này mình coi này nha, cái độ bóng nha. Anh chị em coi cái độ bóng của khách nha. Cái bộ bóng anh chị em thấy không? Đó, nó bóng dễ mang không? Nó bóng không có gì bằng luôn, Andy nó thẳng luôn á. Nè bây giờ anh chị em rờ nè, nó khô. Chị em thấy nó khô không? Thấy không? Nó khô rất là lẹ, độ bóng của nó rất là bóng. Anh chị em đụng cái tay vô nè, nó không có bị mờ luôn nha anh chị em. Nhớ nha, nó không có bị mờ luôn một cái độ bóng của nó đó. Nè nó khô rất là lẹ nha. Nè nó khô rất là lẹ, anh chị em thấy không? Rất khô trong vòng. Hai chai này nếu mà anh cần anh chị em nào cẩn thận thì mình để cho nó chừng 30 second hay là nó khô rồi. Cái bộ này á, một bộ nó chỉ là 20 đồng thôi nha, hai chai 20 đồng. Giờ bây giờ mình bỏ cái cuticle oil lên. Tại vì đợt hàng này anh đi sửa lại nó bóng ghê lắm. Nên thành bà con bây giờ thích lắm, order trời má nhận không ra luôn. Giao hàng không kịp luôn. Hàng ra không nổi luôn, đuối. Tại vì mình ít khi phô trương lắm. Khô không, anh chị em rờ lên nè. Thường thường cái ngón tay mình rờ lên cái gì là thường thường nó bị ấy phải không? Còn cái này mình rờ lên nó không bị gì hết. Anh chị em thấy cái độ bóng của nó không? Mình khẳng định luôn, bóng và khô lẹ trên thị trường này chưa có đâu. Mình khẳng định một câu luôn. Cái này là tự Andy làm ra nha, tự Andy pha chế thêm ra nha. Chứ thật sự ở hãng nó không có làm cái kiểu này được, ok. Cái bí quyết của Andy đưa ra. Đó. Thank you vô thường. Này mình tay màu tím đẹp quá, màu mới hiền. Này là gì mới về 100, mới làm ra 170 màu hiền. Và nó đi kèm với bộ đíp mà chuyên gia nữa là rồi luôn. Anh chị em chỉ có biết ngồi lụm tiền thôi, không có khách nào mà chê hết. Không phải là mình quảng cáo quá lố mà sự thật nó là như vậy. 3 tầng lẻ, 4 tầng lẻ độ bóng vẫn còn y nguyên nha anh chị em, chứ không có mờ đi nha. Đó, nó thua gì thớp khớp không? Thớp dao không? Anh chị em nhìn đi. Mình khẳng định một câu luôn, chưa cái top nào bóng như vậy đâu, top deep mà bóng cỡ này đâu. Ok, thank you. You forgot the time. Oh my god. I was letting you talk. Forgot the diamond. Sorry. Oh man, giờ gắn diamond. Giờ bây giờ mình lỡ rồi nè, mình lỡ mình lấy cái cho cái oil bây giờ mình xịt nha, mình xịt đó, mình xịt cái alcohol vô để mình gắn diamond nha đó. Anh chị em nó khô rồi, anh chị em xịt cái alcohol vô, nó không có bị bay, không bị chóc luôn nha anh chị em. Nhiều ấy anh chị em xịt alcohol vô đó là nó bị bay màu, nó bay màu hoặc là nó chóc nha. Còn cái này mình xịt alcohol vô, cái độ bóng nó vẫn còn y nguyên, anh chị em thấy không, nó không có mờ đi. Hoặc là anh chị em rửa nước. Đó anh chị em thấy không? Độ bóng nó y nguyên.
hai Thì Dung, hai Linh Ngô. Tốt, mới hàng. Đúng rồi, hàng anh mới sửa lại nha Hiền. Tại lúc trước nó chưa có được như ý anh lắm. Anh mới sửa lại cái hàng. Anh mới sửa lại, nó cũng là 2-3 thôi. Nó cũng 2 chai thôi. Nó cũng 2-3 thôi. Tại anh mới sửa hàng lại đó cho nó bóng hơn nữa. Cho anh chị em ghiền chơi. Anh sửa hàng cũng được tháng mấy rồi. Hôm bữa giờ anh ngưng, anh không có giao hàng cho ai hết, không có bán cho ai hết, nên thành anh mới sửa lại. Bà con đặt quá trời luôn. What color you want, diamond? I don't know, you have too many. Too many? Can I see? Yeah, ok. Để mình chỉ cho khách nó lựa màu đi, lựa diamond đi. Nhìn làm hết buồn ngủ luôn phải không? Thôi thức đi em, thức tới sáng luôn. Tại hôm bữa mấy cái hàng trước anh gửi cho em á, là cái đó nó chưa được bóng lắm, nó cũng hơi bóng thôi. Nhiều khi anh chưa có như ý lắm nên thành anh làm lại. Hai Nguyễn Thu, bây giờ mình gắn diamond á thì mình khỏi cần mà bỏ cái gì hết, mình lấy cái chai lưu này luôn, mình gắn luôn trên đít luôn nha, khỏi cần bỏ thóp gel luôn. You want one diamond or you want ok, I do a round here for you, ok? That's too many. Too many? One diamond? Yeah. Ok, are you one big do, one. You gonna do little ones like that? Yeah, and the one big one, little one. Ok, okay. I'll see how it is. Yeah. I trust you. Tại vì deep mà mình khỏi cần hơi đèn luôn. Mình chơi là mình bỏ cái lưu này lên luôn. Mình chấm một giọt ở đây nha. Đó. Dẫn nó vô luôn. Hi, may I help you? Arito. Yes, ma'am. What color you want? I have a color. Huh? Too big? Yeah. Too big? Yeah. It's too big. Refill on new colors. Too big, right? No. That one okay. You not sure? Big. Yeah. I put in the order the little one for you, okay? Okay. Đêm nay ai đưa em về? Ok, thì bây giờ nãy mình lỡ bỏ thóp rồi phải không? Bây giờ mình bỏ lại cái activator lên nha, để mình bỏ cho cái thóp nó lên, nếu nữa cho diamond nó lát lon nha. Nào, bây giờ mình bỏ cái activator vô nè. Đó. Nó mình chơi cái kiểu khác luôn. Để đây. Rồi, give me other one. Rồi chấm đây cái hộp đi, chấm đây cái gì đó, thấy không? Rồi gắn hộp bự lên. That's good. Yeah. Beautiful, right? Yes. Don't move for me, please. Don't move. Đừng này. Em đưa anh về. Ok, không nè. Dám không? Hả? Dám không vô thường? Dám đưa anh về không? Hai đợi đi, mai mốt anh về Việt Nam đi. Dám chọc ghẹo anh ha, hôm nay dám ha. Thấy Hiền chọc ghẹo nha. Đưa anh về mất công làm cu ly nữa, khổ anh.
Giờ anh bỏ chai số 3 lên. Dám sao không anh? Anh em mà tới ngày cọc dẻo anh hoài khổ anh. Dạ, giờ anh đi bỏ số 3 lên, bỏ số 2 lên trở lại nha. Cái đài mình lát lon nó bóng lắm. À, chỉ cần bỏ một nước thôi. Ok, give me another one. Vậy cái đài mình nó dính trời, má nhận không ra luôn. Nó không chốc ở đâu hết. Ăn thêm 7 đồng diamond nữa. Anh em nhà mình mà dám chọc ghẹo anh. Đó, giờ diamond này nó không chóc đi đâu hết mà nó khô luôn rồi nè. Anh chị em thấy nó khô không? Nó khô lẹ lắm, tức tắc luôn.